chào các bạn thân mến, là Coco Đỗ. Các bạn thân mến ơi, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số câu khẩu ngữ. Có thể là nó rất đơn giản nhưng mà có lẽ là các bạn khi mà Coco chia sẻ với các bạn xong thì các bạn sẽ thấy rằng là hóa ra là mình vẫn có thể tự nói được chứ không cần thiết phải có người dạy nhá. Thế và khẩu ngữ nó rất là đơn giản. Ví dụ như này. Ồ, mình bài là Ồ, yuán lái zhe yang, yuán lái zhe yang, wǒ míng bài là yuán lái zhe yang. Ồ, thì ra là như thế, wǒ míng bài là Ồ, thế thì em hiểu rồi ạ. Ồ, yuán lái zhe zhe yang, zhe mà giản đàn de wěn tí. Ồ, wǒ míng bài là Ồ, thì ra là như thế, ôi cái vấn đề này nó thật là đơn giản, em hiểu rồi ạ. Thế và wǒ tóng yì có nghĩa là mình đồng ý. Nhưng mà còn có một từ khác, đấy là ủa yuan yì. Ủa yuan yì, khi mà chúng ta đồng ý một cái gì đó mà xuất phát từ trái tim thì chúng ta sẽ dùng từ yuan yì, chứ không nói là từ thống y nha các bạn. Ví dụ như là một người nào đó nói là em gả cho anh nhá, em lấy anh nhá, về làm vợ anh nhá, thì lúc đó chúng ta sẽ phải nói là ủa yuan yì, chứ không nói là ủa thống y nha các bạn. Thế và ủa thống y có nghĩa là tao chẳng có ý kiến gì khác cả, tao phải đồng ý thôi. Thường là khi mà họp ấy cứ hỏi ý kiến gì không, có đồng ý không, đồng ý rồi thì giơ tay, bởi vì là mình có giơ tay hay không thì cũng chả có cái tác dụng gì cả. Tiếp theo nữa đấy là Phang sổ. Bỏ tay ra. Phang sổ là thanh 4, sổ là thanh 3. Phang sổ. Thường là các bạn ấy lấy cái gì đó hoặc là cầm vào tay mình hoặc là như thế này thì mình quay lại nói phang sổ, bỏ tay ra. Trời ơi, nhưng mà bây giờ thì người ta không nói thiên nhà nữa, người ta nói wǒ qù, nghĩa là ôi trời ơi, không được, lái ba, khoai tiến, cắn chín ta, cắn khoai có nghĩa là mau lên, nhanh, đến đi. Mày mà không đến chết phải bảo, tầng ý sao. Ê, hái bú chú, cũng được lắm đấy. Ví dụ như là bạn xem một ai, thấy một người bạn của mình mua một cái váy mới, hay là có một cái áo mới, hay là cái gì đó, thì chúng ta hái bú chú có nghĩa là cũng được đấy. Thế và lĩnh công chưa là mà, lĩnh lương chưa, nói hái mấy chưa, có bạn trai chưa, hái mấy chưa, ly hôn chưa, ly hôn là mấy, hái mấy là chưa nhá. An trinh điện có nghĩa là mày nói ít thôi. An tĩnh là yên tĩnh. Nhưng mà khi mà bạn nói với một ai đấy, an tĩnh tiện có nghĩa là mày nói ít thôi. Nói như ngôn ngữ mạng bây giờ, tém tém là ai, bì zuì, cầm mé mồm đi, bì zuì. Tại sao lại không? Rao lái. Mày dẹp ra. Quẩn là cút nha các bạn. Quẩn, rao lái. Mày dẹp ra một bên đi. Để đấy tao làm. Thường là như thế. Câu này cô Yến sếp cũ của mình hay nói lắm. Hay nói với lại là bác cái bác sếp nam. Rao lái. Đi quẩn. Càng được hảo, càng được漂亮. Làm tốt lắm, càng được phèo lẹo. Cơ ngủ lái là đi cùng ta, đi ra đây. Những cái này thì đơn giản thôi. Tiếp theo đấy là tôi cũng nghĩ thế đấy.
Mình nghĩ như thế. Rằng ở sáng sáng, rằng ở sáng sáng có nghĩa là để cho mình nghĩ đã nhá, để cho mình nghĩ đã nhá. Bố yao chỉnh, không sao, không có gì, không quan trọng. Khi người ta nói bố yao chỉnh, bố yao chỉnh có nghĩa là ấy, cái việc này có hay không có cũng chả sao hết, chả có ý nghĩa gì cả. Mấy vấn thí không sao, chiều trời yang. Thế đi, thời gian khoai to là sắp đến thời gian rồi đấy, sắp hết giờ rồi đấy. Xoan sang ủa, call so me, tính cả mình nha. Xoan sang ủa, bía tan xin, đừng có mà lo lắng, đừng lo, chuyện nhỏ mà. Tiền là má thế nào, ổn không? Tao yêu mày. Trong cái tài liệu này người ta dịch là tao yêu mày. Trời ơi, của ai nỉ? Ê, của ai nỉ? Câu này khó dịch cực kỳ luôn nha. Bỉ xin, cái này là bỉ xin. Bỉ xin là thả tim á. Ê, phi zô bô khở mà. Chuyện gì sư phi zô bô khở mà. Cái việc này bắt buộc phải làm á. Phi zô bô khở có nghĩa là không làm không được à? Bắt buộc phải làm à? Phi zô bô khở. Mấy有人知道, không ai biết đâu. Hãy hiểu biết đó mà. Còn gì nữa không? Bạn người Đức của mình vừa nhắn tin là mình vừa mới có thêm một bạn người Ý nữa. Bạn ấy cũng rất giỏi tiếng Việt bởi vì trước kia đã từng đi du học ở Đại học Hà Nội. Thế và nói chuyện thì mình đã nói với các bạn mà mình tin vào duyên, chữ duyên. Vì mình theo đạo Phật cho nên là trái đất thì nó rất là nhỏ. Hãy cứ đối xử thật là tử tế với nhau. Bởi vì một ngày nào đó thì có thể sẽ gặp người quen ở trên một đoạn đường nào đó. Băng cơ mắng hò má, băng cơ mắng hò má, giúp dùng cái được không? Nǐ zuò de duì, nǐ shuò de duì, có nghĩa là anh nói đúng, anh nói đúng. Nǐ chu mài wǒ, mày bán đứng tao. Nǐ chu mài wǒ, mày bán đứng tao. Ai da, nǐ zhè ge rén pǐn bù xíng à, mày cái gì? Rén pǐn là phẩm cách con người bù xíng. Nǐ chu mài wǒ, mày bán đứng tao. Yǒu nǐ lái quyết định bà, yǒu nǐ lái quyết định bà. Depend on you, do anh quyết định. Chuẩn bị chưa? Chuyện nó sao rồi? Ủa mấy有头绪 là không biết phải làm sao, không biết phải làm bắt đầu từ đâu. Thấu suy, cái từ này khó phết, lát nữa câu cầu đánh cho các bạn. Nǐ zài khài wán xiào bà, mày đang nói đùa phải không? Nǐ zài khài wán xiào bà, mày đang nói đùa phải không? Ấy dồ, wǒ zài gǎn shí jiān nà, tao đang vội đấy nha. Jiǎn zhí tài băng là, nǐ jiǎn zhí tài băng là. Wow sài, thật là tuyệt vời. Ok các bạn, cái video này ngắn ngắn một chút để chia sẻ cho các bạn dễ nhớ dễ thuộc nha. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, mình là Coco Đỗ nè.